Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ màn hình SBTN DC, bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây là phóng sự cuộc biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 5 tháng 2, 2014, ngày mà Cộng sản Việt Nam ra trước phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát về tình trạng nhân quyền ở trong nước. Ca Dao ghi nhận như sau. Vì chúng tôi đang đứng tại trụ sở nhân quyền Liên Hiệp Quốc Place Nation. Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng cũng có rất là nhiều người Việt từ khắp các quốc gia tập hợp về đây để biểu tình. Hiện giờ phía sau lưng tôi thì có mặt anh Trúc Hồ đến từ California. Thưa anh Trúc Hồ, anh có thể cho biết lý do tại sao anh có mặt ở đây ngày hôm nay? Trúc Hồ có mặt ở đây với tất cả mọi người, với tất cả bao nhiêu đồng bào của chúng ta từ khắp nơi ở Âu Châu về. Mục đích duy nhất là để nói lên tiếng nói dùm cho tất cả những người đang bị cầm tù. Như chị thấy là đây là những tù nhân lương tâm chẳng còn đang bị giam giữ. Và ngày hôm nay là ngày UPR, chúng ta phải có tiếng nói. Tất cả chúng ta, cho dù chúng ta đang ở đâu, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúng ta đòi quyền làm người, quyền căn bản làm người mà Liên Hiệp Quốc đã ký. Khi mà Cộng sản Hà Nội vào Liên Hiệp Quốc, họ phải bắt buộc phải chấp nhận cái luật lệ của Liên Hiệp Quốc là phải tôn trọng con người, tôn trọng quyền làm người, tự do tín ngưỡng. Như vậy thấy mọi người đang ca bài nhạc, thấy cái không khí, mặc dù là trời mưa, chị cũng thấy là từ em nhỏ mười mấy tuổi cho tới người lớn, cho tới cụ già 80 tuổi, tất cả mọi người cùng một mục đích là tranh đấu cho người Việt Nam của chúng ta ở trong nước được tự do và được quyền làm người. Mặc dù trời mưa tầm tã như thế này, nhưng mà với một số đông người Việt khắp nơi tụ họp về đây, Trúc Hồ có một cái hy vọng gì cho nhân quyền Việt Nam? Chắc chắn là trong năm nay hoặc trong năm tới là sẽ có nhiều thay đổi cho đất nước chúng ta và thay đổi tốt đẹp hơn. Là hy vọng là người Việt Nam của chúng ta khắp mọi nơi cũng như là trong nước, nhất là anh em trong nước đang đấu tranh cho quyền làm người, cho tự do, cho dân chủ. Các anh em trong nước phải nhớ một điều là các anh không có cô đơn. Ở hải ngoại khắp nơi trên thế giới đều có những người cùng màu da, cùng dòng máu đang tranh đấu cho các anh sớm có một ngày có một đất nước thật sự là một đất nước mà chúng ta hãnh diện, một đất nước mà 4.000 năm dân hiến, dòng giống Lạc Hồng. Chúng ta phải làm sao cho tất cả những người Việt Nam của chúng ta, con cái của chúng, bạn bè của chúng ta được quyền làm người. Quan trọng nhất là phải quyền làm người đó. Nếu mà người dân chúng ta có quyền làm người thì Trúc Hồ nghĩ là trong vòng 15-20 năm nữa chúng ta sẽ không thua gì những nước tiến bộ ở châu Á như là Nam Hàn. Hôm nay ngày 5 tháng 2, ngày UPR, Việt Nam báo cáo định kỳ thường niên phổ quát trong sự trụ sở của Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chút nữa đây vào lúc 2 giờ thì Trúc Hồ và một số người sẽ vào bên trong. Trúc Hồ sẽ cho biết cái phái đoàn đó gồm những ai? Bên Trúc Hồ thì có luật sư Đỗ Phủ của Human Rights Bác của Việt Nam, cũng như là vai president của đài truyền hình SBTN. Có anh Võ Thành Nhân từ DC, có bác sĩ Thể Bình từ DC, có anh Nam Lộc và có ca sĩ Lâm Tí Vân. Đó là những người mà cùng phái đoàn của Trúc Hồ mà qua đây. Ngoài ra chúng ta còn có những người đến từ Việt Nam, có phải không ạ? Nguyễn Ánh nữa. Các chị Nguyễn Ánh nữa. Và có một số anh em từ trong nước qua để mà cũng đi vào để tham gia. Cái năm nay là năm mà chúng ta thấy không còn một hai hội đoàn mà tranh đấu cho nhân quyền nữa, mà năm nay chúng ta thấy rất nhiều hội đoàn tranh đấu cho nhân quyền. Và cái là người Việt Nam trong nước, nhiều anh em đã vượt qua khỏi sợ hãi. Hồi hôm qua Trúc Hồ đã gặp một trong những anh em trong nhóm No You cũng có mặt ở Geneva này. Thì đó là cái gì? Đó là chúng ta thấy là người Việt Nam của chúng ta trong nước đã vượt qua khỏi sự sợ hãi. Và người Việt Nam ở hải ngoại trên 38 năm vẫn triền miên, vẫn lúc nào một lòng đối với quê hương và dân tộc. Cái đó là cái mà chúng ta nên tiếp diễn, và đời sau con cái của chúng ta cũng phải tiếp nối. Chị thấy có một em nhỏ, rất là nhỏ, mới có 16, 17 tuổi thôi, đứng mưa từ hồi nãy giờ trên nửa tiếng. Tại sao em làm được chuyện đó? Là nhờ ba mẹ dạy dỗ. Cho nên Trúc Hồ xin cảm ơn. Trúc Hồ kêu gọi là chúng ta những người Việt Nam, các khán giả của đài truyền hình SBTN, Úc Châu, Canada, Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, các bác, các chú hãy hướng dẫn các con em của mình, giới trẻ tham gia vào những công tác cộng đồng. Chẳng hạn như là những công tác như thế này, là chúng ta phải đi tranh đấu nhân quyền cho người Việt Nam của chúng ta.
chút nữa đây phái đoàn vào bên trong. Mặc dù là chúng ta không được lên tiếng, nhưng mà sự hiện diện đông đảo của phái đoàn cộng đồng người Việt hải ngoại nói lên điều gì? Đó là sự đoàn kết, và chúng ta sẽ nghe coi Cộng sản Hà Nội họ sẽ trả lời như thế nào. Và dĩ nhiên với sự hiện diện của chúng ta thì cái bản báo cáo nhân quyền của Cộng sản Việt Nam sẽ không thể che giấu được nữa. Cái thì bây giờ sự thật nó đã rõ ràng trên Internet, nhờ thế giới đã có một sự phát triển rất mạnh, cho nên Cộng sản Hà Nội không thể nào mà bưng bít như thời xưa nữa, cho nên cái chuyện đó họ không thể nào làm được. Và như chúng ta đã biết, và người Việt Nam miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đã biết đừng tin những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thì bây giờ trong cái thế giới mà Internet, các em ở trong nước, rất nhiều em đã nhờ Internet lên nghiên cứu và đã họ biết được tội ác của Cộng sản gần một thế kỷ này. Vâng, xin cảm ơn Trúc Hậu rất là nhiều và chúc phái đoàn thành công trong việc lên tiếng cho những người không được lên tiếng. Dạ, cảm ơn chị.